Thân ái chào các em. Bài học trước chúng ta đã nghiên cứu về một số những đại lượng tương đương. Có một số những đại lượng tương đương ở trước đó chúng ta đã dừng lại ở ba cái đại lượng mà tương đương chúng ta cần chú ý. Đại đa số nó là những cái đại lượng tương đương về lượng giác. Thế hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục cái bài đại lượng tương đương và chúng ta nghiên cứu tiếp thêm hai cái đại lượng tương đương thường gặp trong thực tế của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài học. Chúng ta có một cái chú ý thứ tư. Trước đó chúng ta đã có ba cái chú ý tương ứng với nó là ba cái đại lượng tương đương rồi. Thế ở chú ý thứ tư này chúng ta đi tìm thử cho thầy cái lim của a mũ x trừ 1 chia cho x khi x dần về 0. Thế thì chúng ta giải quyết cái bài toán này bằng cách thầy đặt a mũ x trừ 1 bằng t. Như vậy trên tử số của chúng ta là t đấy. Vậy vấn đề đặt ra là mẫu số là cái gì t? Để bằng cách sau đây. Muốn biết mẫu số x đó bằng cách gì thì chúng ta chỉ cần rút a mũ x này ra thôi. Thì chúng ta có được ngay a mũ x 1 chuyển sang vế phải được t cộng 1. Sau đó thì để có được x thì chúng ta lấy log neighbor hai vế. Như vậy thì vế trái của chúng ta lấy log thì chúng ta sẽ được là x nhân cho log neighbor của a. Ở đây các em lưu ý rằng a của chúng ta là số dương, cơ số dương. Cho nên cái log neighbor của a hoàn toàn xác định. Vế phải thì đương nhiên nó bằng log neighbor của t cộng 1. Như vậy thì ta rút ra được cái x để chuẩn bị thay vào mẫu số của chúng ta đây thì ta có được x bằng log neighbor của t cộng 1 chia log neighbor của a. Như vậy thì lúc này cái giới hạn a của chúng ta sẽ được thay theo biến số t và chúng ta chú ý khi x của chúng ta tiến đến 0. Đây. Khi x dần về 0 thì a mũ x của chúng ta tiến về 1. 1 trừ 1 bằng 0, như vậy t của chúng ta cũng tiến về 0. Khi rồi chúng ta thay vào trên tử của chúng ta là t rồi. Thế còn dưới mẫu của chúng ta là x được thay bằng log neighbor t cộng 1 chia log neighbor của a, nghịch đảo lên thì ta có log neighbor của a nằm trên tử. Còn lại log neighbor t cộng 1 nằm dưới mẫu. Ở bài học trước thì chúng ta đã biết được cái giới hạn lim khi t tiến tới 0 của t chia cho log neighbor t cộng 1 nó bằng 1. Do vậy mà giá trị giới hạn của a của chúng ta nó chỉ còn lại log neighbor của a thôi. Như vậy thì điều này muốn nói cho chúng ta cái gì? Bài học trước phải nhắc lại tí thôi nè. Nếu mà chúng ta có lim của fx chia gx khi x dần về x0 mà bằng 1 thì khi đó ta bảo rằng f và g là hai đại lượng tương đương với nhau khi x tiến về x0. Thế bây giờ trong cái chú ý thứ tư thì các em thấy lim của a mũ x trừ 1 chia x nó không bằng 1 mà nó bằng log neighbor của a. Như vậy thì khi đó ta kết luận được điều gì? Ta kết luận được a mũ x trừ 1 sẽ tương đương với x nhân cho log neighbor của a, bởi vì muốn ở đây là số 1 không khó, chuyển log neighbor của a xuống mẫu thì lập tức là nó trở thành giới hạn nó bằng 1 thôi mà. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nó tương đương với x nhân log neighbor của a. Vậy thì bây giờ thường thực tế nhiều khi chúng ta lại gặp cái a mũ x không thôi chứ không có trừ 1. Như vậy thì chúng ta thấy a mũ x lúc này nó sẽ tương đương với 1, chuyển sang tưởng tượng trong đầu như vậy sẽ là 1 cộng cho x log neighbor của a. Thế bây giờ nếu mà chúng ta thay chữ a bằng một cái số đặc biệt, đó là cái số e nó bằng 2,71, nó là cơ số trong cái logarit neighbor, thì khi đó chúng ta có hai cái đại lượng tương đương khá đẹp, đó là a mũ x thì ta thay nó bằng e mũ x rồi trừ 1 thì tương đương với x nhân log neighbor của a thay bằng log neighbor của e, mà log neighbor của e bằng 1, do vậy tương đương với x. Một cách tương tự như vậy ta có được e mũ x tương đương với 1 cộng x log neighbor của e, log neighbor của e bằng 1, như vậy còn lại tương đương với 1 cộng x. Đây là hai cái đại lượng tương đương mà chúng ta thường gặp trong thực tế. Cái tương đương này các em để ý thấy ở vế trái của chúng ta nó là mũ, còn vế phải của chúng ta là đa thức. Thì dĩ nhiên để giải quyết một cái giới hạn cho bởi đa thức nó tốt hơn là cái việc mà chúng ta giải quyết nó bằng bằng mũ.
Ở đây log Nobel của A thì chúng ta thấy rằng nó là một hằng số rồi, chứ nó không phải là một biến số theo log đâu. À, như vậy thì cái chú ý này chúng ta nhớ cái điều này. Rồi qua mỗi ví dụ thì Thành sẽ nhắc lại cho các em sau. Bây giờ thì chúng ta xem cái ví dụ thứ nhất. Thầy cho lim khi x dần về 0 của 2 nhân ơ mũ x chia cho x cộng 1 trừ 1 tất cả mũ x bình phương cộng 1 chia x. Thế bây giờ chúng ta quan sát cái giới hạn chúng ta cần tính khi x dần về 0. Thì cái x chia x cộng 1 này nó tiến về 0. Ơ lũy thừa 0 thì ta biết nó bằng 1. 2 nhân 1 bằng 2 trừ 1, như vậy trong ngoặc của chúng ta dần về 1. Khi x tiến về 0 thì ở trên tử tiến đến 1, ở dưới mẫu tiến đến 0. 1 chia 0 ta biết ra vô cực. Như vậy thì trong ngoặc tiến về 1 và dưới cái mũ này nó tiến về vô cực. Do vậy đây là cái dạng vô định 1 chia vô 1 lũy thừa vô cực. Thế thì một lũy thừa vô cực chúng ta đã có dịp làm quen ở những ví dụ trước đó, ở những bài học trước đó rồi. Bây giờ ở đây thì thầy chỉ nhắc thoáng qua một chút để chúng ta bắt đầu giải. Để giải quyết cái dạng vô định một lũy thừa vô cực thì chúng ta sẽ xem. Chẳng hạn như thầy muốn tìm lim khi x dần về x0 của fx mũ gx. Trong đó f của chúng ta tiến về 1 và g tiến ra vô cực khi x dần về x0. Thì ta biết rằng cái giới hạn này trong bài học trước nó sẽ bằng ơ mũ lim khi x tiến về x0 của fx trừ 1, fx đây trừ 1 nhân cho gx. Cẩn thận, gx nhân cho gx chứ không phải là mũ gx. Vậy thì muốn tìm cái giới hạn, muốn phá cái giới hạn dạng một lũy thừa vô cực này thì chúng ta chỉ cần đi xác định, đi tìm cái lim khi x dần về x0 của fx trừ 1 nhân gx thôi. Chúng ta chỉ cần tìm cái lim này, thì lấy ơ của cái giá trị lim đó thì ra được. À, như vậy thì chúng ta quan sát cái bài này. À, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm lim khi x tiến đến 0 của cái biểu thức f trừ 1 nhân cho g. Như vừa rồi thầy mới nhắc. À, như vậy thì bằng lim khi x tiến đến x0, các em để ý f của chúng ta là 2 ơ mũ x chia x trừ 1 trừ 1 đây, rồi trừ 1 đây nữa thành trừ 2 với 2 đây nữa. Như vậy thì f trừ 1 nó có con số 2, đẩy số 2 ra ngoài. Như vậy thì trong này chúng ta còn lại là ơ mũ x chia x cộng 1, và ở đây thì còn lại là trừ 1. Tại vì trừ 2 với số trừ 1 này nữa là trừ 2 nè các em nhé, là còn lại trừ 1 ở đây. Nhân cho gx tức là nhân cho x bình phương cộng 1 chia x. Thế thì ở đây chúng ta thấy mang máng nó giống giống cái dạng cái lượng vô cái lượng tương đương, cái đại lượng tương đương mà vừa rồi chúng ta xét. Thầy viết lại cái lượng tương đương cho các em thấy ơ mũ x trừ 1 tương đương với x, và nhớ cái x này của chúng ta nó phải dần về 0. Thế bây giờ quan sát cho thầy trừ 1 có chưa? Rồi. Ơ mũ x thì cái x này phải tiến về 0. Thế có đây nó là cái mũ nào? X chia x cộng 1 rõ ràng có tiến về 0 không? Có, khi x dần về 0 thì x chia x cộng 1 rõ ràng nó tiến về 0. À, như vậy thì ta sẽ dùng cái đại lượng tương đương để mà ta thay nó vào. Thì ở đây ta sẽ được cái gì? Lim khi x dần về 0 của số 2 thầy viết lại. Vậy thì tương đương với x, cụ thể ở đây là tương đương với x chia cho x cộng 1. Còn ở đây x bình phương cộng 1 chia x chúng ta viết lại. Và giới hạn này thì quả thực dễ. X đơn giản cho nhau hết này. Như vậy thì khi x tiến về 0 thì trên tử tiến về 1, dưới mẫu này tiến về 1. Ở ngoài này còn là số 2. Như vậy giới hạn của chúng ta bằng 2. Do vậy mà A của chúng ta bằng ơ mũ lim này thì có nghĩa là bằng ơ bình phương. Như vậy thì ta có được ngay kết quả giới hạn A của chúng ta bằng ơ bình phương. Chúng ta thấy cái bài toán chúng ta giải quyết khá tốt, khá đẹp, các em thấy ha. Bây giờ ta xem tiếp một cái ví dụ nữa, ví dụ số 2. À, đối với ví dụ này thì thầy sẽ giải quyết cái đại lượng a mũ x trừ 1 tương đương với x log Nobel của a, và nhớ rằng cái đại lượng tương đương này nó chỉ xảy ra khi
x dần về 0 thôi. Vậy thì làm sao để chúng ta biến đổi cái giới hạn cần tính của chúng ta về đúng cái dạng này bây giờ? Thế bây giờ chúng ta quan sát bài hơi khó. Thầy sẽ giải quyết như thế này. Lim khi x dần về 0, thầy sẽ đặt trên tử số của chúng ta A mũ alpha trừ x làm thường số chung. Còn cái việc tại sao đặt cái A mũ alpha trừ x làm thừa số chung thì chúng ta sẽ bình tĩnh theo dõi. Thầy sẽ gợi ý sau một số chuyện để mà chúng ta đưa về được cái hai cái đại lượng tương đương A mũ x trừ 1. Thế thì như vậy thì ở đây A mũ alpha cộng x còn lại cái gì ở đây? Nó sẽ còn lại alpha mũ đấy. Alpha cộng x trừ cho alpha cộng x có nghĩa là còn lại A mũ 2x. Và cộng cho chỗ này A mũ alpha trừ x đẩy ra đây rồi thì ở đây chỉ còn lại là một thôi. Và rồi thì ở đây chỗ này của chúng ta là trừ 2 lần A mũ alpha, ta đã đặt A mũ alpha trừ x ra ngoài rồi thì ở đây sẽ còn lại là alpha trừ cho alpha cộng x, tức là còn lại 2 A mũ x tất cả chia cho x bình phương. Mà bây giờ thì lúc này chúng ta mới để ý thấy tại sao thầy lại đẩy cái A mũ alpha trừ x ra. Thế thì thầy viết lại cái lim khi x dần đến 0. Thế chúng ta quan sát cái chỗ này, cái chỗ màu xanh này. Còn cái A mũ alpha trừ x chúng ta viết lại. Các em thấy rất đẹp. Nó chính là hằng đẳng thức của chúng ta. Đây, xem. A mũ 2x trừ 2 A mũ x cộng 1. Nó chính là A mũ x trừ 1 tất cả bình phương. Và nó rơi vào đúng cái đại lượng tương đương A mũ x trừ 1. Để một lát nữa đây ta sẽ thay bằng cái đại lượng tương đương x lúc này bé của A của đây. Như vậy thì ở đây chia cho mẫu số của chúng ta là x bình phương. Như vậy thì ta bằng lim khi x dần về 0 của A mũ alpha trừ x thầy viết lại. Và chỗ này thì A mũ x trừ 1 thầy mới nói xong. Nhưng mà ở đây nó bình phương. Như vậy thì ta viết cái bình phương trước. Ở đây dấu nhân cho nên ta có thể thay vào được. Các cái đại lượng tương đương ta thay vào được ở những bài học trước các em. Ta chỉ thay các đại lượng tương đương khi nó xảy ra các dấu nhân thôi, nhớ. Như vậy thì ở đây A mũ x trừ 1 được thay bằng x log neighbor của A. Còn mẫu số là x bình phương, chúng ta viết lại ở đây. Và lúc này thì chúng ta đã đơn giản được cho cái lượng, nó làm cho cái nguyên nhân, nó làm cho dẫn đến cái dạng vô định đó là cái x. Ở đây x bình phương đây các em, đơn giản x bình phương ở dưới mẫu hết ta đã khử được cái dạng vô định đó rồi. Và khi x dần đến 0 thì cái A mũ alpha trừ x này nó dần đến A mũ alpha rồi. Và nó không phải là vô định nữa. Như vậy thì cuối cùng chúng ta thấy nó bằng, ở đây nó là A mũ alpha. Ở đây nó còn lại là log bình phương A. Và đây là chính là cái giá trị giới hạn mà chúng ta cần tìm. Như vậy thì chúng ta vừa mới giải quyết cho xong cái phần cái dạng vô định, xin lỗi, hai cái đại lượng tương đương ở cái phần thứ tư, ở cái chú ý thứ tư. Và các em sẽ thấy rằng trong quá trình chúng ta biến đổi thì chúng ta có một cái việc khôn khéo trong cái chuyện biến đổi để đưa được, nhìn ra được cái đại lượng tương đương đó là mình phải làm cho nó quen thì mình mới thấy được. Ví dụ như ở đây chúng ta cần có cái số 1, 1 rồi chẳng hạn như là 1 trừ a mũ x hoặc là a mũ x trừ 1 vân vân, thì lúc đó chúng ta thấy nó phải có cái số 1 ở trong đó. Thì cái dạng cái lượng đại lượng tương đương này thầy sẽ còn nhắc lại trong cái chú ý thứ năm tiếp theo sau đây cho các em. Bây giờ thì chúng ta xem tiếp một cái đại lượng tương đương nữa mà chúng ta cần thiết phải chú ý. Đó là cái chú ý thứ năm. Thầy đề nghị với các em là chúng ta sẽ đi tìm cái lim khi x dần về 0 của 1 cộng x tất cả lũy thừa n là trừ 1 chia x. Thế thì trước hết thầy muốn cho các em có một cái nhận xét là 1 cộng x lũy thừa n là này này. Xem coi nó bằng cái gì. Và dĩ nhiên thầy sẽ không có khai triển cái nhị thức Newton ra đâu. Nó rối chuyện ra lắm. Thế thì bây giờ thầy sẽ đem log nó lên. Ơ mũ, ta biết rằng A nó sẽ bằng ơ mũ log neighbor của A nếu A dương. Như vậy thì ở đây
1 cộng x lũy thừa n của chúng ta sẽ được viết lại nó bằng ơ mũ log Nebel của 1 cộng x lũy thừa n. Và ta biết rằng cái n này có thể đưa ra ngoài log của chúng ta được. À, như vậy thì ở đây ta viết lại bằng ơ n đưa ra ngoài log thì ra được là n nhân cho log Nebel của 1 cộng x. À, như vậy thì lúc này ta có được cái giới hạn a của chúng ta như sau, là lim khi x dần về 0 của 1 cộng x lũy thừa n ta vừa mới biến đổi thành ơ mũ n log Nebel 1 cộng x trừ 1, tất cả chia cho x. À, như vậy thì chúng ta thấy này, vừa rồi chúng ta vừa mới học xong, là ta thấy rằng bằng lim khi x dần đến 0, đây có chỗ này n log Nebel của 1 cộng x khi x dần về 0, thì khi đó cái 1 cộng x nó tiến về 1 log Nebel của 1 bằng 0. Vậy thì cả cái chỗ này của chúng ta nó tiến về 0. Mà nó tiến về 0 thì ta biết rằng u của một số gì đó, một cái đại lượng gì đó tiến về 0 trừ 1, nó sẽ tương đương với đúng đại lượng đó. Như vậy thì trên tử của chúng ta nó sẽ tương đương với cái đại lượng n nhân log Nebel 1 cộng x đây. Còn dư mẫu của chúng ta là x. Thế rồi bài học trước đó thì chúng ta có được là log Nebel của 1 cộng x chia x sẽ dần về 1 khi x tiến đến 0. Như vậy thì giới hạn này của chúng ta còn lại là n. À, như vậy thì chúng ta có hai cái đại lượng tương đương khá đẹp sau đây. Đó là 1 cộng x tất cả lũy thừa n trừ 1 sẽ tương đương với n x. Hoặc là ta có 1 cộng x tất cả lũy thừa n sẽ tương đương với cái đại lượng 1 chuyển sang phải trừ 1 chuyển sang phải. Ta có được 1 cộng n x. Và chúng ta cũng thấy thấp thoáng ở đây nó có cái số 1 đấy các em. À, chúng ta sẽ phải thu xếp làm cách nào đó để mà có cái số 1 rồi đó. À, như vậy thì tóm lại đây là cái hàm lũy thừa. Các em chú ý không phải là mũ đâu nhé. 1 cộng x lũy thừa n. Thì cái n này của chúng ta nó có thể là số thực đó, chứ không phải là số tự nhiên đâu. N là một cái số thoải mái, số thực. Ở đây thì thôi thì mình cứ nghĩ rằng nó là cái hàm lũy thừa n. À, như vậy thì ở qua cái chú ý 4 và 5 á, thầy muốn nhắc lại một chút để chúng ta qua ví dụ. À, cái chú ý 4 nó là cái mũ, đó là cái hàm mũ A mũ x. A mũ x, x nó là biến số. Còn A nó là một cái hằng số cố định. Còn ở cái chú ý thứ 5 ta nghiên cứu về cái hàm lũy thừa 1 cộng x lũy thừa n. Còn cái chú ý 4 là A mũ x. Thì chú ý 4 và chú ý 5 chúng ta thấy thấp thoáng đây đó nó cần có cái số 1. Và để có được cái số 1 đó thì chúng ta thấy cái việc biến đổi để xuất hiện cái số 1. Mỗi bài nó mỗi khác, mỗi bài nó mỗi kiểu. Qua nhiều bài tập thì chúng ta sẽ rèn luyện được những cái kinh nghiệm để chúng ta đưa được ra được cái hình ảnh của một cái đại lượng tương đương mà chúng ta vừa mới học. Thế bây giờ để nói một cách cụ thể hơn bằng cách là chúng ta xem một số những cái ví dụ mà thầy chuẩn bị cho. Thầy xét cái ví dụ thứ nhất. Thầy đề nghị chúng ta đi tìm cái giới hạn lim khi x dần về 0 của căn 1 cộng 2x trừ 1 chia cho tan 3x. Thế thì bài toán này, bài đầu tiên thầy cho khá dễ. Các em thể ý thấy nó giống cái dạng này luôn rồi. Nó chỉ khác đi một chút là thay vì số 1 nằm đằng sau thì ở đây số 1 nằm đằng sau đây rồi chứ thầy nói nhầm. Đây cũng có số 1 đây nữa. 1 cộng 2x là 1 cộng 2. Còn cái căn này thì thật sự ra nó ta sẽ viết lại thành 1 cộng 2x tất cả lũy thừa 1 phần 2. Thì cái n là nhỏ này đóng cái vai trò là 1 phần 2 đấy. À, như vậy thì ta sẽ biến đổi cái chỗ căn này này. Nó cảm thấy là 1 cộng x lũy thừa n thì ở đây nó là 1 cộng 2x lũy thừa 1 phần 2, nó tương ứng với cái chỗ này. Còn trừ 1 thì đương nhiên là tốt rồi. À, cho nên là đây ta biến đổi bằng lim khi x dần về 0. Và ta thay cái đại lượng căn 1 cộng 2x trừ 1 này bằng nx.
nghĩa là n bằng bao nhiêu? 1 phần 2. Còn cái x này bây giờ đóng vai trò là 2x. Và xin lưu ý, x dần về 0 thì 2x cũng tiến về 0. Cho nên nó phù hợp với lại cái lý thuyết của chúng ta. Vậy thì ở đây còn phải có 2x. Ở bài học trước thì chúng ta lại có tiếp khi x dần về 0. Thì cái tan 3x này của chúng ta nó tương đương với cái đại lượng là 3x. À, như vậy thì chúng ta thấy giải quyết cái bài giới hạn này quá dễ. Chúng ta đơn giản cho x là cái nguyên nhân gây ra dạng vô định. Như vậy trên tử còn lại là 1, hai đơn giản cho hết còn lại 1, mẫu còn lại 3. Vậy thì giá trị giới hạn chúng ta cần tính là 1 phần 3. Rất nhẹ nhàng các em thấy. Chúng ta dùng cái đại lượng tương đương chúng ta thay vào. Chúng ta thấy nó nhẹ hơn nhiều. Chúng ta giải quyết một cái bài giới hạn đa thức thì nó dễ, không khó. Và chúng ta quan sát tiếp một cái ví dụ thứ hai, hơi khó một chút thôi. Thế bây giờ chúng ta quan sát chỗ này. 1 trừ cốt lũy thừa alpha x tất cả chia cho x bình phương khi x dần về 0, với alpha là số thực. Đi tìm cái giới hạn đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng nó hơi ngược lại với cái lý thuyết của mình một tí. Lẽ ra thì phải là 1 cộng x lũy thừa n là trừ 1, trừ 1 là làm sau, thì đây số 1 đã nằm đằng trước. Tức là một lát ở đây thì ta thay nó bằng đổi dấu nó một cái cũng đã xong thôi, không khó. Nhưng mà ở đây ta làm sao để xuất hiện cái số 1 này này, này. Cái số 1 này có chừng 1 đằng trong này, 1 ở ngoài này, có chừng nhầm. À, cho nên là bây giờ cái giới hạn này thầy sẽ biến đổi như thế này. Lim khi x dần về 0, số 1 này thầy viết lại. Rồi bây giờ này, thầy muốn có cái số 1 này trong cái cốt alpha. Cái n đóng vai trò là cái chữ alpha của chúng ta đấy. À, cho nên là đây thầy viết trừ alpha, mũ alpha ở ngoài. Như vậy đây còn lại là cốt x. Và ta cần số 1. Vậy thì dễ thôi, thêm 1, bớt 1 đi thôi. Để trừ 1 đây thì thêm 1 đây. Thì số 1 này đóng vai trò số 1 bên này. Và thầy đóng cái ngoặc này lại. Thì các em để ý, hai cái đại lượng này chỉ tương đương khi x dần về 0. Như vậy thì cái x của lý thuyết và thực tế của chúng ta bây giờ là cốt x trừ 1. Cái cốt x trừ 1 này chúng ta xem thử có dần về 0 không? Có. Khi x tiến về 0 thì cốt của 0 bằng 1, 1 trừ 1, 0. Như vậy cốt x trừ 1 dần về 0 khi x tiến về 0. Vậy hoàn toàn phù hợp với lý thuyết của chúng ta rồi. À, đó là tiến về 0. Rồi như vậy thì lúc này chúng ta viết lim khi x tiến đến 0 của cả cái mẫu số, cả cái tử số này. Chúng ta quan sát này. Nó ngược lại với lý thuyết của chúng ta. Như vậy chắc chắn nó phải là trừ rồi. Trừ ai nào? Trừ n. N ở đây đóng vai trò là ai? Alpha. Rồi x bây giờ đóng vai trò là gì? Cốt x trừ 1. Và giữ mẫu thì đương nhiên x bình chẳng có gì khác, viết lại thôi. Và chúng ta thấy khá đẹp ở chỗ này nữa này. Chúng ta thấy rằng cốt x trừ 1 chia cho x bình phương nó lại tiến về số 1 trừ 1 phần 2. 1 trừ cốt x chia x bình tiến về 1 phần 2. Thì cốt trừ 1 chia bình tiến về ngược dấu lại trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 đó nhân cho trừ alpha thì ta ra được kết quả bằng alpha trên 2. Trừ với trừ nó thành cộng. Các em thấy. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà sắp xếp làm sao để xuất hiện số 1 trong cái ví dụ số 2 nó cũng khá dễ. À, mà thầy chỉ sợ như thế này thôi này. Ví dụ 2 thầy đã làm xong rồi đấy. Thầy chỉ sợ như thế này là các em để ý, các em thấy hai cái đại lượng tương đương mà hôm nay thầy học, chúng ta học đấy, thầy giới thiệu cho các em đó, thì nó đều có cái số 1, mà cái số 1 đó coi chừng nhầm ở cái chú ý thứ năm. Số 1 đó nó có dụng là nhé, nhắc lại này, 1 cộng x tất cả lũy thừa n rồi trừ 1, thì cái số 1 nó vừa nằm trong lũy thừa n rồi nó số 1 nó lại vừa nằm ngoài cái lũy thừa n. Do vậy mà thầy thấy có một số bạn cứ nhầm lẫn số 1 trong ngoặc hoặc số 1 ngoài ngoặc. Thì chúng ta phải để ý một chút, chứ không khéo là chúng ta nhầm. Có nhiều em cứ loáng thoáng là x lũy thừa n rồi trừ 1 là tương đương với lại nx là không đúng.
nhớ là cái số 1 nó có trong cái ngoặc của lũy thừa N, và số 1 nó cũng có bên ngoài cái lũy thừa N, trong ngoài cái ngoặc nó ra. Thế bây giờ thì chúng ta xem tiếp cái ví dụ số 3. Thầy cho tìm lim khi x dần đến a của a mũ x trừ cho x mũ a chia cho x trừ a với điều kiện a dương. Thế bây giờ thì cái giới hạn này nhìn thấy hơi khó chút, thì chúng ta có xem khi x tiến đến a thì trên tử của chúng ta tiến về a mũ a trừ cho a mũ a bằng 0. X tiến đến a mẫu cũng bằng 0, dạng vô định 0 trên 0 đấy. Thế thì khi x tiến đến a thì cái a mũ x nó tiến đến a lũy thừa a. Và x lũy thừa a nó cũng tiến về a lũy thừa a. Do vậy mà chúng ta nghĩ đến việc tách cái giới hạn này ra thành hai. Chèn cái a lũy thừa a vào giữa để tách ra làm hai. Thêm a mũ trừ a thì bớt đi a mũ trừ a để tách ra. Cho nên thầy sẽ giải quyết như sau, thầy tách bằng lim khi x dần đến a của a mũ x thì trên cái a mũ a thầy bớt cái a lũy thừa a vào đây. Thì đương nhiên lát nữa sau thầy sẽ phải cộng thêm cho a mũ a nó mới về vốn được. Ở chia cho x trừ a chúng ta viết lại. Rồi trừ ở đây ta có được a mũ a, một lát nữa ta sẽ bớt đi thôi. Như vậy ở đây còn lim khi x dần đến a, a mũ x viết đây rồi, còn đây là trừ x lũy thừa a, dấu trừ đằng trước đây rồi. Như vậy trên tử số bây giờ chỉ còn lại x lũy thừa a. Vừa rồi trừ a lũy thừa a thì ở đây là trừ cho trừ a lũy thừa a nữa, là nó mất đi cái a lũy thừa a mà ta thêm bớt. Còn mẫu số là x trừ a. Và như vậy thì bây giờ ta có được hai cái giới hạn này. Thế bây giờ làm cách nào để giải quyết từng từng cái giới hạn này? Rồi chúng ta quan sát tiếp thầy làm cho thấy nha. Thế thì nó bằng lim khi x tiến đến a. Chỗ này thầy sẽ đặt a lũy thừa a làm thừa số chung. Bây giờ có hình dung được tại sao chúng ta lại nghĩ đến chuyện đặt a lũy thừa a làm thừa số chung? Để như sau các em này. Nếu đặt a lũy thừa a ra thì chỗ này sẽ có số 1, hy vọng nhiều thứ lắm. Có số 1, vừa rồi thầy có bảo thu xếp với số 1. À như vậy thì cái chỗ a mũ x này nó còn lại là gì? A mũ x trừ a, đương nhiên đặt a mũ a ra thì đây còn lại a mũ x trừ a. Và chỗ này các em thấy nó còn lại là trừ 1. Đó, nó có số 1. Có nhiều chuyện nó gợi ý cho chúng ta cái chuyện đó. Rồi chia cho mẫu số x trừ a. Một cách tương tự như vậy, lim khi x dần đến a cũng thế, thầy đặt a mũ a làm thừa số chung. Thì ở đây x lũy thừa a nó còn lại là x lũy thừa a chia cho a lũy thừa a. Tại vì đặt a ra a mũ a ra ngoài rồi. Còn chỗ này của chúng ta thì còn lại là một. Mẫu số viết là. Và lúc này thì cảm thấy cái chỗ này khá đẹp. Nó đẹp ở chỗ này nè. Thầy viết lại cho coi nhé, lim khi tiếng a của a mũ a thì viết lại. Và cái chỗ này đẹp ở cái chỗ này. Chúng ta thấy nè, a mũ x trừ 1 tương đương với x log a số trừ 1 đây nè. Và khi x dần đến 0 thì ta mới có hai cái đại lượng này tương đương. Vậy thì khi x tiến đến a thì cái x trừ a này nó tiến đến 0. Do vậy mà a mũ x trừ a trừ 1 ta áp dụng cái đại lượng tương đương x nhân log Nebel của a. Ta thay vào hoàn toàn hợp lệ. Do vậy mà ở đây tương đương với cái gì? X nhân log Nebel của a, tức là cụ thể ở đây là gì? X trừ a nhân cho log Nebel của a chia cho x trừ a. Và cảm thấy rất đẹp, một lát ở đây chúng ta đơn giản cho x trừ a thì giới hạn đầu của chúng ta có những giải quyết sau. Thế còn bây giờ đối với cái giới hạn thứ hai, gợi ý cho chúng ta được điều gì? Cẩn thận, hết sức cẩn thận này. Ở đây là hàm mũ a nằm ở dưới, ẩn nằm ở trên, chữ x nằm ở trên, thấy ha? Cho nên ta nghĩ đến cái đại lượng tương đương a mũ x trừ 1. Còn ở đây các em thấy cái x này nó là biến số nằm ở dưới, cái mũ nằm ở trên, nó gợi cho chúng ta hàm lũy thừa. À, cho nên lúc này thầy sẽ nghĩ đến cái đại lượng tương đương lũy thừa 1 cộng x lũy thừa n trừ 1 tương đương với nx. Coi chừng ha, các em thấy hai cái bài này nó
cái hai cái giới hạn này, nó cái cách nhìn, cái cách nhận định vấn đề của chúng ta phải thật rõ, phải nhận định cho rõ. Hàm mũ tức là cái lũy thừa của nó là biến. Hàm lũy thừa thì cái cơ số, cái chữ x, cái mũ của nó là hằng số, để mà chúng ta thấy được cái dùng cái đại lượng nào cho nó phù hợp. Mà hai cái thầy cố tình cho cái bài để sử dụng một lúc hai cái đại lượng tương đương ở chú ý 4 và chú ý 5 để chúng ta càng thêm chú ý nữa ở một cái mũ và cái lũy thừa. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại cái ví dụ của chúng ta, thì chúng ta phải dùng cái đại lượng 1 cộng cái lũy thừa n để giải quyết cái giới hạn này. Vậy thì bằng lim khi x dần đến a lũy thừa a, chúng ta viết lại trừ 1 nó phù hợp với đây rồi, ta chỉ còn thu xếp cái số 1 này nữa thôi. À như vậy thì ta thu xếp làm sao bây giờ ở cái chỗ này? Ta viết lại là x chia a đây tất cả mũ a rồi trừ 1 viết lại, chia cho x trừ a. Như vậy thì bây giờ để có được cái số 1 ở đây thì không khó nữa rồi. Ở đây n đóng vai trò là chữ a nhỏ của chúng ta rồi. Như vậy thì ta thêm 1 thì đương nhiên ta phải bớt 1 đi thôi. Và cái x trên a trừ 1 này rõ ràng dần về 0 khi x tiến đến a. X chia a trừ 1 dần về 0 khi x tiến đến a, nó phù hợp với cái x tiến 0 của lý thuyết chúng ta. À, như vậy bây giờ thì chúng ta rút gọn nó lại. X chia a trừ 1 đơn quy đồng lên được x trừ a chia cho a cho nó đẹp. Để cho nó đẹp thôi mà. Ở chỗ này nó đóng vai trò là cái chữ x của chúng ta đó, trong lý thuyết thôi. À, như vậy thì lúc này chúng ta thấy rằng đơn giản cho x trừ a đi, nó còn lại chỗ này là a lũy thừa a nhân log neighbor của a. Giới hạn đầu thầy đã nói trước đó rồi, dễ rồi. Và chỗ này thì nó còn lại là trừ cho lim khi x dần đến a của a lũy thừa a, thầy viết lại. Và cả cái chỗ này của chúng ta, cả cái tử này này, nó sẽ tiến về ai? N của chúng ta bây giờ nó là chữ a. Còn x bây giờ nó là x trừ a chia a. Còn mẫu x trừ a đây thì viết lại thôi. Thế thì bây giờ ở đây a đơn giản cho a hết này, x trừ a đơn giản cho x trừ a hết, đơn giản hết luôn. Đây thì còn lại là a lũy thừa a thôi. À như vậy thì ở đây giới hạn của chúng ta cuối cùng nó còn lại bằng gì? A lũy thừa a nhân log neighbor của a. Giới hạn này thầy vừa mới nói xong, chỗ này nó bằng 1 rồi. Thì còn lại là a lũy a. À, ví dụ số 3 thầy cũng vừa mới giải quyết xong. À như vậy thì qua cái ví dụ số 3 rất hay ở cái chỗ nào? Thầy rất là tự nhiên là thầy cho các em một cái bài mà chúng ta để chúng ta nhìn ra được, đừng có nhầm lẫn giữa cái hai cái đại lượng tương đương ở chú ý 4 5, nó rất dễ nhầm. Chỉ cần các em phân biệt cho thầy chuyện này thôi. Cái mũ mà mang biến là x thì đó là hàm mũ, xài cái đại lượng tương đương đối với hàm mũ. Còn nếu mà cái mũ, còn cái lũy thừa của mình nó là số, nó là hằng số, nó là số thực, thì lúc đó ta sẽ nghĩ đến cái đại lượng tương đương là cái hàm lũy thừa 1 cộng cái lũy thừa n là trừ 1. Còn đối với lại những cái hàm mà cả cơ số lẫn lũy thừa đều là biến cả, thì cái đó gọi là hàm số thường, người ta gọi là hàm số lũy thừa mũ. Thì cái chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ thì chúng ta qua tiếp đến ví dụ thứ tư, cũng xài cái đại lượng tương đương mà chúng ta vừa mới học. À, thầy đề nghị đi tìm lim khi x tiến đến 1 của sin bi x lũy thừa alpha chia cho sin của bi x lũy thừa beta. Ở à, đây alpha beta là những số thực cả. Thế thì ở đây thì thầy đã gợi ý trước cho chúng ta sẽ xài cái hàm lũy thừa. Thế bây giờ có một cái điều hết sức nhầm lẫn như thế này. Thế chúng ta nhớ mang máng. Sin của bi x lũy thừa alpha thì tương đương với bi x lũy thừa alpha. Rồi sin của bi x lũy thừa beta thì tương đương với bi x lũy thừa beta. Cho nên cái giới hạn này ta thay nó bằng lim khi tiến đến 1 của bi x lũy thừa alpha chia cho bi x lũy thừa beta. Tất cả những cái điều mà thầy vừa mới nói với các em là hoàn toàn sai hết. Sai ở cái chỗ
rất cơ bản như thế này. Đó là sin x chỉ tương đương với x khi x của chúng ta tiến về không, x tiến về không, thì lúc đó chúng ta mới có sin x tương đương với x. Cho nên rất rất nhiều em học và thoáng qua thôi các em, cho nên chúng ta nắm không kỹ đó. Cho nên chúng ta thấy cứ thấy sin của x thế là lập tức chúng ta cho nó tương đương với x ngay, thì chưa chắc. Điều đó chỉ đúng khi x của chúng ta tiến về không. Bây giờ chúng ta hãy xem lại cái ví dụ mà thầy nói. Thế thì rõ ràng khi x tiến đến 1, bi x lũy thừa alpha tiến đến bi chứ không tiến về không. Do vậy sin bi x lũy thừa alpha không thể tương đương với bi x lũy thừa alpha được. Cho nên là bây giờ thầy mà thay thì thầy đang cố sử dụng cái điều tương đương mà thầy vừa nói, đó là sin x tương đương với x chỉ đúng khi x dần đến không thôi. Vậy thì làm sao để biến cái đại lượng x đó dần về không, biến cái đại lượng ux đó tiến về không, để có sin ux tương đương với ux bằng cách sau đây. Thầy viết lim khi x tiến đến 1, viết lại. Như vậy thì ở trên tử số, thầy biến đổi như thế này. Sin của bi, thế bây giờ cái chỗ x lũy thừa alpha này, thầy sẽ viết lại là x lũy thừa alpha trừ 1. Mà trừ 1 thì đương nhiên là phải cộng 1, thì mới, lúc đó mới còn lại x lũy thừa alpha. Thầy đóng cái ngoặc này lại. Và thầy hy vọng lắm, hy vọng chỗ này. Khi x tiến đến 1 thì x lũy thừa alpha trừ 1 dần về 0. Chúng ta hy vọng, rất hy vọng cái chuyện đó để xài cái tương đương của hàm sin. Một cách tương tự như vậy cho mẫu số sin của bi. Thế còn đối với x lũy thừa beta thì ta sẽ làm một cái động tác là bớt đi 1. Rồi thì đương nhiên phải thêm 1 để có cái đại lượng x lũy thừa beta trừ 1 dần về 0 khi x tiến đến 1. Xong rồi bây giờ thì lại tiếp tục nữa các em. Lim khi x dần đến 1 của sin bi thầy phân phối vào nhé. Thì lúc này ta có được bi nhân cho x lũy thừa alpha trừ 1. Ta phân phối bi vào thì ta có được cộng bi. Một cách tương tự cho mẫu, ta phân phối bi vào thì ta có được bi nhân cho x mũ beta trừ 1 cộng cho bi. Mà ta biết rằng sin của A, ta có tương tự chỗ này là A đi, A cộng bi, sin của A cộng bi thì bằng trừ sin A. À như vậy trên tử sẽ bằng trừ sin của bi x lũy thừa alpha trừ 1. Ở dưới mẫu cũng bằng trừ sin bi x lũy thừa beta trừ 1, trừ bên trên trừ dưới, đơn giản hết trừ. Như vậy cuối cùng chúng ta còn lại lim khi x dần đến 1, trên tử chỉ còn lại sin của bi x lũy thừa alpha trừ 1 và mẫu là sin bi x lũy thừa beta trừ 1. À như vậy thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại chỗ này. À như vậy thì bây giờ ta thấy rằng khi x dần đến 1 thì x lũy thừa alpha trừ 1 dần đến 0, bi lũy thừa x alpha trừ 1 cũng dần đến 0. Cho nên lúc này ta mới có được sin bi x lũy thừa alpha trừ 1 này tương đương với bi x lũy alpha trừ 1. Và dưới mẫu cũng vậy, x tiến đến 1 thì x lũy thừa beta trừ 1 dần về 0, cho nên mới tương đương với bi x lũy thừa beta trừ 1. Ta đơn giản cho bi đi hết. Và chúng ta thấy chỗ này gần rỗng. À như vậy thì bây giờ ta xem tiếp. Ta lại tìm lim khi x tiến đến, rồi ta thêm 1 bớt 1 đi thôi chỗ này. Thì ta thêm 1 bớt 1 đi này. Đó. Để có được cái số 1 phù hợp với ở đây. Ở đây là trừ 1 viết lại. Tương tự như vậy x lũy thừa beta, ta cũng thêm 1 bớt 1 vào, được x trừ 1 thêm 1 bớt 1. Rồi trừ 1 chỗ này viết lại. Thì lúc này khi x tiến đến 1 thì x trừ 1 dần về 0, cho nên ta sử dụng được cái đại lượng tương đương này. Thì như vậy nó bằng cái gì ở trên tử? Bằng lim khi x tiến đến 1 của trên tử của chúng ta lúc này là gì? N tức là alpha, x tức là x trừ 1.
Một cách tương tự như vậy, mẫu của chúng ta tương đương với beta nhân x trừ 1, và đơn giản đi x trừ 1 thì chúng ta còn lại cái giới hạn của chúng ta là alpha chia beta. À, như vậy thì chúng ta vừa mới chấm dứt cái ví dụ số 4 và cũng là chấm dứt cái bài học của ngày hôm nay. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta có hai cái đại lượng tương đương khá hay, và chúng ta bữa học sau thì thầy sẽ nhắc lại thêm một chút về cái đại lượng tương đương này nữa, bởi vì nó quan trọng. Và sau đó thì chúng ta sẽ có được một cái định lý giới hạn kẹp của bài học tuần sau. Còn bây giờ thì thầy thân ái chào các em.